dưới thôi. Thoát vị trí đẹp cũng vậy ha. Buổi sau cái bài cơ sở hướng dẫn anh chị thoát vị trí đẹp cũng vậy, cũng y chang như vậy luôn, không gì khác hết. Biết được cái cơ chế bình sinh thì cũng là tự nhiên mới có một cách để mà tìm hiểu thôi. Vừa khoa học vừa hiệu quả vừa rẻ tiền, làm sao bất cứ bệnh nhân nào cũng áp dụng được. Hôm qua hôm kia ngồi tiếp một bệnh nhân đúng một tiếng rưỡi, bệnh nhân này vừa béo phì, vừa đó là mỡ máu, bác sĩ gia đình tuyến và tâm tư vấn là nhiều. Nói trời ngồi với bác đúng một tiếng rồi, phải trả tiền mình mới bắt chuyện với bác. Đúng một tiếng rồi mới là có chuyện của bệnh nhân. Bác nói bác sĩ tập gym, tập gym sáng từ 8 giờ tới 10 giờ, tập 2 tiếng. Thấy câu chuyện đó nó hơi là lạc về cái góc độ của trên đường đó. Nó cũng cái hỏi bác tập như thế nào, cuối cùng tập nó cũng chẳng có hiệu quả gì, cũng như là tập tăng sức bền. Bệnh nhân này đang cần giảm cân, bệnh nhân này BMI là hình như là 29, 29, 30. Rồi đòi đi cắt bao tử, rồi dùng thuốc để giảm cân, rồi đòi đi cắt bao tử nữa, cắt dài dày á. Tại nhà nó, nhà nhà bệnh nhân này có điều kiện lắm, nguy hiểm quá. Không, cắt dài dày thì Việt Nam mình chưa làm cái đó đâu, nước ngoài thì có. Nước ngoài mình thì có cái chỉ định cắt dạ dày để giảm cân thì có, nhưng Việt Nam chưa. Việt Nam mình chỉ cắt dạ dày vô một tí thôi, chưa cắt dạ dày để giảm cân. Rồi đi qua nước ngoài cắt dạ dày. Rồi xong cái hỏi là chế độ ăn, chế độ tập luyện, chế độ dùng thuốc. 4 tiếng nữa với bác đó mới ra được câu chuyện. Tại vì cá thể hóa điều trị nó là vậy đó anh chị. Mình càng ngồi với ta lâu, mình càng hỏi những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng mà nó là biết tính. Sao đóng tiếng